Hơn 5 tháng trước, người đàn ông này đã đâm vợ cũ của mình nhiều nhát dao, rồi sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không thành. Anh ta tên Nguyễn Văn Trung, 36 tuổi, ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Trung 7 năm tù về tội giết người tại phiên xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng, Trung và vợ cũ có hai con chung với nhau. Cuối tháng 11 năm 2020, hai người ly hôn, hai người con của họ ở chung với mẹ tại xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Tối ngày 21 tháng 12 năm 2020, Trung đón hai con về chơi thì một người con nói với Trung là mẹ có quen một người lái xe gần nhà. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi uống hết khoảng nửa lít rượu, Trung nghĩ đến việc vợ cũ mới ly hôn nhưng đã quen người khác, không lo cho hai con nên đã nảy sinh ý định giết vợ cũ. Ngay sau đó, Trung lấy một con dao nhọn dài khoảng 30cm rồi chạy xe máy chở hai con về nhà vợ cũ. Đến nơi, Trung đi vòng ra sau cửa bếp. Khi vợ cũ vừa mở cửa thì Trung đấm trúng mặt chị, hai người xảy ra giằng co. Sau đó Trung lấy dao đâm vào bụng, sườn của vợ cũ. Dù sau đó lưỡi dao bị gãy rơi khỏi cán, nhưng Trung vẫn tiếp tục nhặt lấy lưỡi dao đâm vào bụng và tay của vợ cũ. Khi thấy máu trên người vợ cũ chảy ra nhiều, Trung nghĩ chị đã chết nên chạy xe máy về nhà rồi lấy thuốc trừ sâu pha vào rượu uống để tự tử. Nhưng được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu. Vợ cũ của Trung cũng được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.